Ủa, giá rẻ vài trăm ca mà động cơ không chổi than luôn, khoan được bao nhiêu cây gỗ thì bị hỏng nhỉ? Ok bạn luôn ha. Hôm nay thì Nam Được Việt sẽ có thử thách nho nhỏ dành cho máy khoan của Hukan này với động cơ không chổi than với giá vài trăm ca. Nam Được Việt sẽ khoan test gỗ như thế nào nha. Và đây là dòng máy khoan pin Hukan có mã XC8 và mình sẽ khoan xuyên khúc gỗ dài 19 cm với mũi khoan 6 dài 40 ha. Anh em hãy cùng Nam Được Việt xem máy hoạt động như thế nào nè. Và mình sẽ bắt đầu khoan lỗ thứ nhất ha, với mũi khoan 6 dài 40 cm và khoan xuyên khúc gỗ dài 19 cm. Khoan khá là nhẹ nhàng nha anh em. Và mình sẽ bắt đầu khoan lỗ thứ hai ha. Và đây là video thực tế nha anh em, Nam Việt không có hề đua nhanh. Anh em hãy cùng xem máy hoạt động như thế nào nè. Máy khoan pin Hukan này thì được hoạt động với động cơ là không chổi than nha anh em. Được thiết kế với 20 cấp độ trượt khác nhau, bên cạnh đó có chức năng như là khoan sắt, khoan tường, khoan gỗ, bắn vít đều được hết ha. Với động cơ là không chổi than, đầu kẹp là 10 ly. Phụ kiện kèm theo máy khoan pin này thì bao gồm hai viên pin 5 cell 21 bên mát nha anh em, một củ sạc và một cái vali, kèm theo đó là các phụ kiện như là ốc vít đầy đủ luôn cho anh em mình. Và anh em có quan tâm đến dòng máy khoan này thì Nam Việt có để chi tiết ở tại bên cái góc giỏ hàng ở bên tay trái của anh em á, thì anh em có thể bấm vào trong đó xem tham khảo giúp Nam Độc Việt ha. Và khá là ok luôn nha anh em.